đường vào buổi sáng là hoàn toàn không chính xác với những lý do tâm lý kia. Cho nên chính xác nhất là chúng ta đi kiểm tra, mà điểm ra đường là bằng máy nhỏ đó, thì nó chỉ báo biết cái đường ngay hiện tại thôi. Và bây giờ sau khi chúng ta ăn 2 tiếng đồng hồ, chúng ta đi kiểm tra đường, đây là mức chính xác nhất. Nếu sau 2 tiếng đồng hồ mà đường chúng ta dưới ngưỡng 180, tốt nhất là dưới 150, nhưng mà dưới 180 là cũng đã được an toàn rồi á, thì xem như chúng ta không cần nghĩ tới cái chuyện thuốc men. Nhưng nếu 2 tiếng đồng hồ sau khi ăn mà đường chúng ta vẫn còn 180 tới 200 thì phải nghĩ tới cái chuyện uống thuốc, nhưng phải uống một cái lượng rất ít. Tí nữa chúng ta sẽ nói tới cái liệu uống thuốc. Thì như vậy là cái sự báo hiệu của đường của một người bình thường thì nửa tiếng đã trở lại bình thường rồi, nhưng mà người bị tiểu đường thì 2 tiếng tới 3 tiếng đồng hồ nó chưa chịu xuống đâu. Vì vậy mà đã báo chính xác nhất là tiểu đường, đó là 2 tiếng đồng hồ sau khi mà chúng ta ăn. Nên thử thì cái chính xác cao hơn là thử đường buổi sáng. Còn nếu như chúng ta thử đường buổi sáng á, mà đường nó cao khoảng 140 thì chúng ta có thể trừ 20mg là nó sẽ ra một chỉ số vừa. Là tại vì sáng mình lo lắng, hoặc đêm đó mình ngủ không được, hoặc có chuyện mình bực bội, hay là mình ngủ mình gặp ác mộng gì đó, thì tất cả những dấu hiệu này nó làm cho lượng đường chúng ta tăng cao. Thì thử buổi sáng phải trừ lại 20. Ví dụ như mình thử 140 thì còn 120 là coi như an toàn, chứ không phải 140 là cao nữa. Đó là cái điều mà chúng ta phải biết. Rồi cái thứ ba là thử nước tiểu. Có những người không đủ khả năng thử máu thì chúng ta thử nước tiểu. Nhưng bây giờ nếu chúng ta thử nước tiểu ngay sáng nay mà dưới mức 180, hoặc là nước tiểu chúng ta không có đường á, thì chúng ta cho rằng mình tiểu đường hết, đúng không? Không đúng. Tại hiện tại bây giờ nha, đường chúng ta rất là cao, nhưng mà chúng ta thử nước tiểu vẫn không có đường. Bình thường chúng ta nước tiểu không có đường đâu á nha. Và ngay cả người tiểu đường, nếu mà cách đó 24 tiếng đồng hồ ha, mà đường họ dưới 180 thì bữa nay họ thử vẫn không có đường trong nước tiểu. Thành ra thử đường trong nước tiểu nó báo cho biết là cái gì? 24 tiếng đồng hồ trước đó là cơ thể của mình, cái lượng đường mình ngoài cái ngưỡng 180, chứ không phải nó biết ngay nơi hiện tại này. Thành ra thử nước tiểu thì cũng không chính xác, tức là không biết được ngay đây, mà phải biết cái chuyện ngày hôm qua đúng 24 tiếng. Mà nếu như ngày hôm qua mà đường mình lên mới 170 thì bữa nay mình thử vẫn không có đường. Thì vậy là cái lượng đường mình vẫn cao, nhưng mình thử nước tiểu ngày hôm nay vẫn không thấy đường trong đó. Cho nên thử nước tiểu vẫn hoàn toàn không chính xác nữa. Thì bây giờ còn là cái thử thứ ba là gì? HbA1c. HbA1c tức là nó báo biết trong cái huyết cầu tố mình tồn tại. Cái nãy mình nói cái tuổi thọ của mỗi hồng huyết cầu là sống chừng bao nhiêu, từ 90 cho đến 120. Thì như vậy á, là họ lấy cái huyết cầu tố mình ra họ phân tích, thì họ thấy cái sự dao động bất thường trong huyết cầu tố của mình. Có nghĩa là trong suốt 3 tháng đó, đường chúng ta có khi lên cao quá hoặc xuống thấp quá. Còn nếu huyết cầu tố chúng ta bình ổn thì trong suốt 3 tháng vừa rồi là đường chúng ta không lên cao không xuống thấp. Là nếu một người mà bình thường như mình bây giờ đi kiểm tra lần đầu tiên về tiểu đường, thì chúng ta đề nghị bác sĩ thử HbA1c dùm để kiểm tra đường huyết. Nếu mà đường cái HbA1c chúng ta ổn định, không có chuyện gì xảy ra, thì biết rằng trong 3 tháng vừa rồi là đường huyết chúng ta ổn định. Nó biết dài tới chừng đó. Thành ra là cái mà thử để biết tiểu đường tốt nhất là nên thử cái HbA1c. Nha, chúng ta đề nghị bác sĩ ngay từ đầu. Tức là với một người bình thường, bây giờ cứ 3 tháng chúng ta đi thử kiểm tra HbA1c một lần, coi lượng đường trong máu mình như thế nào, coi trong khoảng 3 tháng vừa rồi máu huyết chúng ta ra làm sao, thì đó là cái thử chính xác nhất. Nhưng rồi á, đi bắt đầu đi kiểm tra biến chứng á, thì có rất là nhiều cách để chúng ta thử cái kiểm tra biến chứng. Nhưng mà có một cái biến chứng xảy ra mà người ta đã bắt đầu tiểu đường rồi thì cần trong 3 tháng, tốt nhất là 6 tháng,
Chúng ta đi chụp cái gì? Không phải. Một là kiểm tra gan nè, hai kiểm tra tim, ba kiểm tra thận, bốn kiểm tra cái gì? Đáy mắt. Nhưng mà đáy mắt là cái thằng báo hiệu chính xác nhất cho chúng ta. Nếu như á, tiểu đường mà nó xảy ra biến chứng á, như hồi nãy mình nói, tức là khi mà nó đốt sạch hết những cái đường rồi, nó thiếu năng lượng rồi á, tức là cơ thể những cái khoáng tố kẽm, khoáng tố chrome hoặc là cái sinh tố vitamin ở sinh tố C của mình nó bị thiếu rồi, thì tự nhiên á, cơ thể chúng ta có cái insulin nhưng mà nó vẫn không hoạt động được. Và không hoạt động được nhiều, hoặc là cơ thể chúng ta dao động nhiều, như hồi nãy mình nói là đường có khi lên tới 200 mà hạ xuống còn 150, hoặc lên 250 hạ xuống còn 100, thì như vậy là chắc chắn một thời gian cơ thể chúng ta sẽ xảy ra biến chứng. Nhưng mà biến chứng đầu tiên là cái đáy mắt của mình là cái thằng báo hiệu chính xác nhất, trung thực nhất, không bao giờ nói láo. Cho nên là dứt khoát với một người tiểu đường thì trong 3 tháng phải đi kiểm tra HbA1c một lần và chụp hình đáy mắt trong 6 tháng một lần. Vì chụp hình đáy mắt họ kiểm tra coi những cái mạch máu trong đó nó tồn tại, nó đã có phá vỡ hay chưa. Và nếu như người nào mà nó có biến chứng trừ đáy mắt, tức là có những cái mạch máu bị vỡ, bị mờ, vân vân, thì biết là cái đường chúng ta đã dao động quá bất thường rồi, buộc chúng ta phải tính tới cái đường để điều trị. Thật ra với một người đã khi đã tiểu đường rồi á, thì chúng ta không thể cầm viên thuốc uống hoặc cầm một cái liều thuốc insulin chúng ta chích là xong chuyện, không có như vậy đâu. Tại vì có những khi chúng ta uống thuốc nhưng mà đường nó vẫn không hạ xuống. Và chúng ta cứ nghĩ là uống thuốc không á, mà nó không hết rồi chúng ta phải chích. Chích liều nhẹ nhẹ không hết là chúng ta tích nó liều đậm, vân vân. Và như vậy là cái số người bị bệnh tiểu đường nó sẽ xảy ra nhiều chuyện. Nếu như cái liều nhẹ nhẹ nó không xuống mà chúng ta chích liều gấp đôi ví dụ, nhưng mà không có ý kiến của bác sĩ, hoặc là chúng ta theo liều bác sĩ chúng ta uống, trong lúc đường chúng ta xuống thấp thì có thể nó xuống thấp quá để chúng ta bị nhồi máu cơ tim mà chúng ta chết. Cho nên là chúng ta phải biết cái cách để uống thuốc bệnh tiểu đường nữa. Thì bây giờ theo chúng tôi á, nếu quý vị chưa có sử dụng phương pháp dưỡng sinh mà phải hiểu biết về đường cho cơ thể mình phải uống. Và chúng ta còn phải kiểm tra thêm một cái điều nữa, là chúng ta phải kiểm tra cái lượng insulin trong máu của mình, tức là trong máu mình có cái lượng insulin này không. Có những trường hợp cái insulin nó có đầy đủ nhưng mà nó không đủ những cái hoạt chất để nó đè lượng đường xuống. Vì sao? Vì mình đã lo lắng quá độ, cái cuộc sống chúng ta quá căng thẳng đi. Mỗi khi cái cuộc sống chúng ta căng thẳng thì ảnh hưởng tới cái tuyến thượng thận, tuyến nguyên tố của tuyến thượng thận nó tiết ra một cái, nó sẽ phá hủy những cái khoáng chất chrome kẽm của mình, hoặc là sinh tố C nó bị mất đi. Và nếu như cái lượng insulin mà thiếu cái hoạt chất này thì nó sẽ không hoạt động, nó không đủ sức để đè lượng đường mặc dầu cơ thể chúng ta đang đủ insulin. Thì như vậy là chúng ta sẽ bồi bổ cái kẽm hoặc là chrome hoặc là sinh tố C. Như vậy là chúng ta chỉ cần bù đắp cái đó là đã đủ rồi, chứ không phải chích thêm insulin từ bên ngoài vào. Thấy chưa? Cũng không phải là cần uống thuốc để hạ lượng đường xuống nữa. Cho nên là khi mà chúng ta đã có đường trong máu rồi thì chúng ta phải thử luôn một cái kế tiếp, là insulin mình có đủ hoạt chất để điều hòa không. Trừ trường hợp ví dụ như chúng ta bị cái tụy tạng không hoạt dụng, không đủ khả năng tiết insulin thì buộc sẽ chích hoặc là uống insulin để trợ cho nó. Còn nếu như bây giờ mình có insulin nhiều mà mình kiểm tra bị thiếu những cái khoáng chất đó, đúng không? Thì chúng ta phải uống bồi bổ xong mấy cái đó, insulin hoạt động bình thường, nó sẽ điều tiết đường trở lại thì đường nó sẽ được ổn định trở lại. Như vậy mà chúng ta phải có những cách bây giờ phải kiểm tra là đường huyết xong rồi kiểm tra insulin, đúng không? Đó thì cái định mức mà mình có thể kiểm tra trong 3 tháng là kiểm tra HbA1c, 6 tháng phải chụp hình đáy mắt, và rồi mới kiểm tra những cái biến chứng của nó. Nhưng mà cái biến chứng của đáy mắt là cái dấu hiệu mà dễ kiểm tra nhất, trong khi cơ thể chúng ta hoạt động rất là bình thường nhưng mà nó có thể vỡ cái mạch ở trong đáy mắt chúng ta. Quý vị chụp hình đáy mắt rồi quý vị mới thấy dễ sợ. Nếu mắt mình bình thường thì thôi không có gì hết,
Nhưng mà khi nó có rồi nó vỡ từng cái mạch nhỏ ở trong đó. Vì lý do là nãy là mình nói là đường nó đã tiết ra rất là nhiều, nhưng mà insulin không đủ sức lôi đầu nó ra bắp thịt, không lôi nó ra cơ bắp, khiến cho nó không biến thành loại năng lượng. Cơ thể thiếu năng lượng thì buộc nó phải môi ở trong mô mỡ chúng ta ra, và khi môi mỡ chúng ta ra thì chúng ta sẽ bị dư chất béo, dư cholesterol hoặc là triglyceride, và cơ thể xài không hết, buộc nó phải nằm ở mí vi mạch đó. Nếu mà nó lỡ mà nó nằm ở vi mạch mắt thì coi chừng những cái tĩnh mạch đó có thể bị sơ vỡ, là nó buộc chúng ta phải kiểm tra tới cái đó. Và như vậy nếu mọi người biết tiểu đường đã xảy ra với mình rồi thì cái người đó phải buộc phải hoạt động nhiều, chúng ta phải kết hợp. Trước khi ăn chúng ta cũng phải hoạt động, và sau khi ăn chúng ta cũng phải hoạt động. Nếu chúng ta kỹ lưỡng một chút, trước khi ăn 20 phút là chúng ta phải vận động đi. Thì chúng ta vận động khoảng 20 phút là đường nó xuống khoảng 20mg đó. Ví dụ như mình đang 150, mình đi vận động, đi bộ, tập thể dục hay là quét nhà, quét cửa gì đó, để cho đường nó xuống rồi đã ăn. Thì ra đường mình không được tăng cao. Và sau khi ăn chúng ta tiếp tục hoạt động nữa. Tại vì sau khi ăn chắc chắn là đường sẽ tăng rồi. Không ai ta ăn mà đường không tăng hết. Cho nên là chúng ta phải hoạt động thêm ít chục phút nữa, chứ không được ăn rồi nằm. Thường những người tiểu đường mà xảy ra những biến chứng nặng là đa số chúng ta ăn xong chúng ta nghỉ liền, ăn xong nằm liền. Tại vì có khi là ăn đường lên cao quá chúng ta cũng mệt. Cho nên là chúng ta phải lựa những loại thực phẩm. Tí nữa chúng ta phải nói tới cái chuyện ăn uống. Nhưng mà bây giờ á, thì vừa kết hợp uống thuốc, vừa kết hợp vận động, nếu mà chúng ta chưa có tin nổi cái phương pháp dưỡng sinh. Và nếu chúng ta tin nổi phương pháp dưỡng sinh thì cái chuyện đó là chúng ta không bàn tới cái chuyện uống thuốc, mà chúng ta bàn tới cái chuyện chúng ta ăn. Nói thì vậy là người tiểu đường phải thứ nhất là vận động. Cái thứ hai như hồi nãy mình nói là nếu mà cái đầu chúng ta luôn căng thẳng, luôn bức xúc, luôn lo lắng, luôn sợ hãi, thì chúng ta phải kết hợp việc tu tập trong này nữa. Mọi người tiểu đường mà họ thiền định tốt, đường cũng không tăng. Tại vì sao? Nếu mà tâm họ lông không lo lắng, không sợ hãi thì nó không đốt cháy cái brom và kẽm của mình. Cái sinh tối xê nó cũng không bị tiêu mất. Thì vậy là chúng ta luôn luôn ổn định về mặt tinh thần thì những cái này nó còn. Và những cái này nó còn thì nó hỗ trợ cho cái hoạt chất của insulin để giúp đè cái lượng đường tăng cao trong máu của mình. Đó thì vậy là nếu như mà người đã tiểu đường rồi, tốt nhất là chúng ta nên dự một vài khóa thiền để chúng ta biết cách tu thiền. Cái tu thiền đó thì chúng ta mới biết cách làm thế nào mà tự an tâm của mình được á, thì đường nó cũng sẽ ít dao động. Có khi là tị tạng chúng ta còn nguyên đó, như hồi nãy mình nói tị tạng còn nguyên thôi, nhưng mà do mình dao động cho nên mất những cái những khoáng tố vitamin mà mình bị đường cao trong máu, chứ không có phải là bị cái tụy tạng không hoạt động. Thì vậy là nếu chúng ta thiền định tốt, nhưng mà tại sao là chúng ta phải cần gìn giữ cái này? Cái cơ thể chúng ta có những chất như là mangan, như là canxi á, thì nó rất là khó tiêu hao. Nhưng mà rơm và kẽm á, trong vòng 48 tiếng đồng hồ thôi, nếu chúng ta không cung cấp nó sẽ bị thiếu hụt. Nhưng mà nếu đầu óc chúng ta căng thẳng hoài thì nó tiêu hụt, nó tiêu hao rất là nhanh. Do đó mà cái khả năng để bệnh tiểu đường của thế giới này rất là lớn. Tại vì cơ thể mình đủ insulin nhưng mà mình không đủ những cái khoáng tố và sinh tố này thì đường bị cao, insulin có đó nhưng mà không giải quyết được. Rồi cái khả năng bị tiểu đường của toàn cầu gần như là ngấp nghé hết. Nếu mà người đó vẫn căng thẳng đầu óc của mình, vẫn lo lắng hàng ngày, vẫn sợ hãi hàng ngày thì cái dấu hiệu tiểu đường nó sẽ tăng rất là cao. Cho nên đây là cái dấu hiệu mà chúng tôi thấy là cái thế giới chúng ta cần tu tập. Cần tu tập, cần làm sao đó sau một ngày vận động của mình, sau một ngày làm việc của mình có ít lắm cũng phải được một tiếng đồng hồ để mình ngồi, mình tự thiền định, mình giải phóng những năng lượng thừa đó, những cái căng thẳng đó. Hoặc là trong một ngày chúng ta, ví dụ như tới buổi trưa chúng ta ngồi nên nghỉ thả lỏng để mình giải quyết cái căng thẳng của mình. Và nếu có căng thẳng thì tìm đủ mọi cách để chúng ta hóa tán được cái căng thẳng này, thì hy vọng là chúng ta mới không bị tiểu đường. Chứ còn nếu mà tụy tạng chúng ta vẫn tốt, nhưng mà cái căng thẳng xảy ra thường xuyên quá để nó đốt cháy hết
cái khoáng chất rồi á, cái khoáng chất với lại cái vitamin rồi thì chúng ta vẫn bị đường nó tăng cao. Đó, cho nên là cái việc tu tập là rất cần cho tất cả chúng ta. Đừng có nghĩ là những cái tuổi trẻ không có. Ở Việt Nam chúng tôi đã gặp hơn 100 đứa trẻ dưới 10 tuổi bị tiểu đường. Thì mấy đứa đó nhậu nhẹt gì đâu, đâu ăn uống vừa phải đâu mà vẫn bị tiểu đường, rất là tội. Tức là tụy tạng nó đau từ nhỏ, nó không có đủ tiết insulin để điều tiết đường, trong khi nó ăn tinh bột trắng, nó ăn đường nhiều, nó uống nước ngọt nhiều, nó ăn bánh ngọt nhiều, thì đương nhiên bị. Và một người đang trong trường hợp căng thẳng nhưng rồi cần uống nước đường để sao, để thêm năng lượng, phải không? Uống cà phê để tỉnh táo, uống rượu bia để giải quyết căng thẳng của mình, thì đó cũng là dấu hiệu làm lượng đường tăng cao. Mặc dù mình không có đường nhưng mà thường xuyên căng thẳng cho nên uống rượu để giải sầu. Uống rượu để giải sầu thời gian thì sao, thì đường nó sẽ lên cao, đó là điều chắc chắn. Hoặc là chúng ta làm việc nhiều, làm việc căng thẳng quá, chúng ta ráng uống cà phê để cho chúng ta tỉnh, thì chính cái cà phê mà chúng ta sử dụng lượng đường nhiều nó cũng làm cho đường mình tăng cao nữa. Thì vậy là trong cái dấu hiệu để đường tăng cao là chúng ta gần như là có những cửa ngõ mở với mình hết đó, không có không có đóng cửa nào được. Căng thẳng là thôi bây giờ, ví dụ như đang làm việc buổi sáng thì uống ly cà phê, cái hồi trưa uống ly cà phê, nhưng mà nếu uống cà phê mà uống cà phê đen hoàn toàn á thì không sao. Một người mà đang tiểu đường uống cà phê hoàn toàn không có đường thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà người Việt mình có một cái điều là không biết uống cà phê hay uống nước chè, không biết. Uống cái là đường đầy hai ba muỗng cho nó ngọt trở lại. Nhưng nếu mình biết cách thưởng thức giống như người phương Tây á, là mình phải nhâm nhi để mình thưởng thức cái hương vị đắng của nó, thì chắc chắn là cái lượng đường nó sẽ không bị tăng cao. Thật ra là khi chúng ta mệt, chúng ta căng thẳng, chúng ta bức xúc mà kiếm chuyện giải sầu mà đường lên thì chúng ta phải gắng chịu. Nhưng mà có những trường hợp là những cái bệnh gan nó sanh ra tiểu đường vì thuốc uống trị bệnh gan nó lại làm ảnh hưởng tới cái nguyên tố ở cái vitamin C và những cái khoáng chất như là kẽm và crom, nó bị phá hủy do sử dụng thuốc trị bệnh gan thì cũng dẫn tới bệnh tiểu đường. Thật ra là nếu mà người bị tim, thuốc bệnh tim nó cũng phải ảnh hưởng ngược tới tiểu đường nữa. Cho nên là có một số thuốc mà chúng ta uống lại phá đi những cái sinh tố, những khoáng tố của cơ thể của mình để nó gây những cái biến chứng khác của bệnh tiểu đường. Cho nên mọi người, ví dụ khi chúng ta mất ngủ thì chúng ta phải chịu khó đi kiểm coi mình bị cái gì. Bị gan nóng cũng làm chúng ta mất ngủ, bị tim nóng cũng làm chúng ta mất ngủ, bị tiểu đường cũng làm chúng ta mất ngủ. Thì cái mất ngủ nó cũng dính tùm lum tà la chuyện trong đó. Rồi cái lo lắng sợ hãi thì nó làm cho bị tiểu đường, lo lắng sợ hãi làm cũng ảnh hưởng tới gan, ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới thận. Thật ra là một cái dòng mà nó kết nối lại để nó gây cái bệnh tiểu đường. Cho nên một người tiểu đường mà cái đầu óc không ổn định thì không có thuốc nào có thể trị chúng ta hết. Đây là vấn đề quan trọng. Thật ra là nếu chúng ta là những người đã có biết đi chùa rồi thì chịu khó tìm những cái băng giảng nào nó chuyên về thiền một chút để chúng ta nghe. Nếu băng nào mà nghe mình cảm giác mình có thể xả ly được những chuyện rắc rối, bực bội, phiền tối của mình trong đời sống này, chúng ta nên nghe. Và chúng ta tập sống xả ly, tập sống không vướng mắc, không phiền muộn, để cho đời sống chúng ta được an nhàn, thì đường huyết nó sẽ từ từ cũng được ổn định. Đó, cho nên là vừa kết hợp uống thuốc, vừa kết hợp vận động, vừa kết hợp thiền định và vừa kết hợp ăn uống. Mà nếu như mọi người mà hiểu biết về việc ăn uống á, bây giờ khoa học họ cũng đã nói tới về bệnh tiểu đường. Nếu như á, mà một người một ngày sử dụng khoảng 25mg vitamin B1 thì người đó có khả năng ổn định đường huyết. Đây là một thắng thế của gạo lứt muối mè. Thì trước là một ngày mà chúng ta chuyên ăn gạo lứt ha, thì bảo đảm cái gì đường bắt đầu ổn định. Đây là một cái chuyện rất là hay. Trong cái lớp cám của gạo lứt nó có rất là nhiều vitamin B1, B6 và B12. Đây là chuyện mà cơ thể rất cần. Thành ra nếu mà ngày chúng ta thử, một người tiểu đường chúng ta sẽ thử điều này dễ lắm. Tức là ngày hôm nay chúng ta sinh hoạt bình thường nha. Sáng hôm nay chúng ta ăn một bữa cơm trắng, chúng ta có được quyền thử. Thì đường nó sẽ tăng vọt từ 100 có thể lên tới 250 hoặc 300. Nhưng nếu mà ăn cơm lứt á, thì đường lên tới dữ lắm là 200 thôi. Thì trong một khoảng thời gian ngắn, 2 tiếng đồng hồ nó sẽ xuống ngược trở lại còn 150. Thì dưới cái ngưỡng cho phép rồi, bình thường rồi.
Nhưng mà ăn cơm trắng thì chưa chắc là chúng ta thử đường nó xuống. Đó, cho nên là một là chúng ta phải chọn lựa thực phẩm chính để mình ăn là thực phẩm lứt, và tốt nhất là ăn cơm lứt. Ai sáng nghe thì biết cách nấu cơm lứt rồi đúng không? Thì chúng ta bắt đầu ăn cơm lứt thay cơm trắng. Nhưng mà cơm lứt nào cái vỏ cám nó dày, và tốt nhất là nên, nếu là vướng tiểu đường thì phải ăn cơm, ăn gạo lứt đỏ. Vì gạo lứt đỏ cái lớp cám nó dày hơn cái gạo lứt trắng. Có nghĩa là cái loại nào cái lớp cám dày hơn là tốt nhất cho bệnh tiểu đường. Tốt nhất cho bệnh tiểu đường thì chúng ta bắt đầu sử dụng. Và cái thứ hai nữa thì họ cũng đã tìm thấy cái màng bao của các hạt loại đậu á, và nhất là đậu đỏ, nó cũng rất tốt cho đường huyết nữa. Vì vậy chúng ta có thể sử dụng đậu đỏ để chúng ta làm nước uống. Ăn cơm á, thì ăn cơm lứt, nhưng mà uống nước là uống nước đậu đỏ rang. Và có thể chúng ta bỏ thêm một ít đậu đỏ vào để nấu cơm ăn cũng tốt hơn nữa. Nó cho thấy vậy là đầu tiên là chúng ta sử dụng cái cơm lứt để chúng ta ăn, ở cơm lứt để chúng ta được ổn định lượng đường của chính mình. Sau đó chúng ta uống kế tiếp là cái nước đậu đỏ rang và nước gạo lứt rang. Cho nên quý vị thấy trong cái tờ giấy mà tôi ghi mấy người tiểu đường là uống nước đậu đỏ rang, gạo lứt rang mỗi thứ 3 muỗng hoặc 3 nắm tay rồi đó. Thì chúng ta thường xuyên uống nước này, không được uống nước nào khác. Trong trường hợp mà có những cái lời đồn về cái trái khổ qua, quý vị có nghe rồi chứ gì phải không? Thì nếu như những người mà bị tiểu đường á, mà cái trọng lượng cơ thể còn, phải nói là còn khá, tức là người đó mập á, thì được quyền sử dụng khổ qua. Còn nếu người đó ốm mà sử dụng khổ qua thì coi chừng sẽ thất bại, là sẽ bị kiệt sức. Thật ra là có uống khổ qua nếu mà cơ thể chúng ta còn mập, còn khỏe, trọng lượng chúng ta còn tốt, và chúng ta cũng phải biết dừng khi mà trọng lượng cơ thể đã xuống và sức chúng ta đã yếu. Cho nên theo tôi thì tốt nhất thì nên uống nước đậu đỏ đi, uống nước đậu đỏ, gạo lứt rang đi. Có thể là bỏ đậu đỏ chung với lại gạo lứt để chúng ta nấu ăn thì nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe của mình. Và có những thức ăn phụ. Thứ nhất là khổ qua, trong toàn trái khổ qua đó mình một tuần lễ có thể ăn 2 hoặc 3 lần. Mình không phải làm trà nữa, mà bây giờ mình xào nó mình ăn, mình nấu canh nó mình ăn, mình kho nó mình ăn. Thấy chưa? Lá khổ qua, trái khổ qua gần như là toàn cái dây khổ qua được quyền sử dụng hết. Thì trong tuần những cái thực phẩm phụ mình có thể sử dụng thành khổ qua này. Cái thứ hai là bí đỏ, bí rợ á. Bí rợ thì đây quý vị biết rồi phải không? Bí rợ chúng ta có một cái món mà chúng ta có thể hầm chung ăn rất tốt cho bệnh tiểu đường. Tức là cái đậu đỏ của mình đó ha. Quý vị lấy đậu đỏ, quý vị bỏ trong nước sôi ngâm khoảng 5 phút đi. Để rồi vớt đậu đỏ ra, bỏ cái nước đó. Lấy đậu đỏ chúng ta nấu chung với cái phổ tai. Phổ tai biết không ta? Đa số mọi người biết phổ tai, tức là một cái loại tảo biển màu xanh đó. Người dân Việt Nam mình hay lấy nấu chè đậu xanh ăn á. Thì nếu nấu riêng đậu đỏ thì thứ nhất là nó lâu mềm, thứ hai nó sẽ không bổ. Nhưng mà đậu đỏ được nấu với phổ tai nó sẽ mau mềm và sẽ bổ hơn. Thật ra mình sẽ nấu phổ tai với đậu đỏ xong rồi, cho nó mềm rồi chúng ta mới bắt đầu mới bỏ bí vô chúng ta hầm. Bí rợ sắc cục cục chúng ta bỏ vô hầm. Và nêm tương, chút tương miso. Tương miso, nếu mà chúng ta gặp loại tương miso của Nhật nó bán tương mà nó làm bằng đậu đỏ đó thì tuyệt vời hơn là tương làm bằng đậu nành. Nếu không có đậu đỏ thì chúng ta lấy tương miso đậu nành cũng được. Còn nếu mà đã bị tiểu đường thì cố gắng tìm tương miso làm bằng đậu đỏ với nếp lứt. À, các cái tiệm Whole Foods nó bán đồ Nhật đó, chúng ta cố gắng chúng ta tìm cái tương đó. Rồi chúng ta bắt đầu kho cái món đó để ăn, hầm món đó để ăn. Một ngày mình ăn nhiều lắm là cũng khoảng 2 nắm là nhiều rồi. Và lượng đó là gần như đủ cho chúng ta. Thì vậy là những người ăn mặn thì cần khoáng tố kẽm nhiều. Khoáng tố kẽm nó nằm đâu phải không? Mấy con người gì đó, mấy con vật biển, mấy con ốc, mấy con sò. Những con vật đó khoáng tố kẽm rất là nhiều. Tức là có một số những món ăn mình hỗ trợ cho hoạt chất insulin thôi. Nếu người nào ăn chay thì nên lựa những món ăn chay. Thì thứ nhất là khổ qua nè, thứ hai là bí đỏ nè ha, thứ ba là đậu bắp.
đậu bắp nếu mà chúng ta lại vướng bệnh tiểu đường rồi thì nó có hai cách. Một cách là chúng ta chẻ trái đậu bắp là bốn trái là độ chừng khoảng một phân một tấc rưỡi, chúng ta bỏ vô ly nước ngâm qua đêm, sáng hôm sau chúng ta lấy cái nước đó chúng ta uống thường xuyên, lấy trái đậu bắp chẻ làm tư bỏ ly nước ngâm sáng uống. Còn không là cứ mỗi ngày chúng ta luộc bốn trái sáu trái chúng ta ăn thì nó cũng sẽ hỗ trợ rất là tốt cho bệnh tiểu đường. Chúng ta phải nghiên cứu tìm hiểu một số cá nó tốt. Đương nhiên là ăn mặn thì nên hạn chế cái đạm động vật hơn, vì đạm động vật nó cũng rất là cần cho quá trình biến dưỡng của cơ thể của mình để nó tạo thành kháng thể. Thành ra nếu thiếu đạm cũng không được, nhưng mà đạm động vật cũng chưa chắc là tốt hơn đạm thực vật. Đạm thực vật nó có rất nhiều trong đậu nành, có rất nhiều trong rong, trong tảo. Thì những cái chất trong rong, trong tảo đó nó sẽ giúp cho chúng ta bồi bổ, cung cấp cho cơ thể chúng ta cái đạm đó. Hơn nữa ở trong cái gạo lứt, cái hydrat carbon nó cũng sẽ vào cơ thể nó biến thành đạm đó. Cho nên trong gạo lứt nó cũng đã có. Thành ra khi mà chúng ta ăn gạo lứt á, chúng ta để ý là khi ăn thuần gạo lứt mà chúng ta kiểm tra máu vẫn không thiếu chất. Tức là ăn thuần gạo lứt với muối mè ha, thì khi kiểm tra máu huyết nó vẫn không thiếu chất. Những chất như nãy mình nói là những sinh tố, những khoáng tố rồi đó, mình kiểm tra vẫn luôn luôn đầy đủ. Vì vậy là nếu mà mọi người tiểu đường, chúng ta có thể thử là chúng ta ăn thuần cái gạo lứt muối mè và uống nước đậu đỏ không một giai đoạn, chúng ta thấy rằng khoảng 10 ngày thôi, trong khoảng 10 ngày thôi đường bắt đầu nó sẽ trở lại cái mức bình thường mà không cần sử dụng thuốc. Và sau đó rồi, sau nếu mà chúng ta tốt nhất là nên kéo dài khoảng 4 tuần. Tức là chúng ta ăn rồi chúng ta sẽ kiểm tra đường huyết mỗi ngày. Thì vậy là chúng ta cảm thấy cảm giác mà thấy đường nó luôn luôn ổn định trong bữa ăn đó, thì chúng ta nên để ý là nên giữ cái chế độ dinh dưỡng đó. Sau 4 tuần mà chúng ta ăn thuần gạo lứt với muối mè và uống nước đậu đỏ gạo lứt rang rồi á, kèm theo có bài song chân để nó rút đường nữa trong cái trợ phương đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái đường chúng ta ổn định. Tức là ngủ thức dậy là đường luôn luôn dưới 130, ăn sau 2 tiếng đồng hồ đường luôn luôn dưới 180, có nghĩa là chúng ta ổn định. Thì 3 tháng mới đi thử HbA1c một lần. Và với những người tiểu đường thì sao phải có cái máy thử đường riêng, dù cỡ nào chúng ta phải mua. Chứ chúng ta không thể tin ở cái phòng khám. Nói vậy không biết bác sĩ có ghét mình không, nhưng mà mình phải chịu cái chuyện này thôi. Tức là đã vướng vào bệnh tiểu đường thì phải có máy thử đường riêng nha. Để chi? Để tối nay chúng ta thử đường và sáng sớm chúng ta thử đường. Nên một cái điều mà đúng, chúng ta có thể phân biệt để biết rằng cái dấu hiệu đang tốt xảy ra cho cơ thể của mình. Ví dụ như tối nay chúng ta thử đường là 150 trước phút chúng ta ngủ thì coi như ta yên tâm ngủ đi. Nhưng mà tới giờ chúng ta ngủ rồi mà đường vẫn nằm ngoài cái mức 180 thì buộc phải vận động đó. Nếu mình không uống thuốc tây, thấy chưa? Còn uống thuốc tây đương nhiên là chúng ta sẽ uống, nếu dưới 200 thì chúng ta uống khoảng 250mg thôi nếu là viên thuốc đường. Còn nếu trên 200 á, thì chúng ta mới uống 500mg. Trên 250 á, thì chúng ta mới uống 1000mg. Tại vì sao? Tại vì sợ rằng đường, lượng đường đang cao ở cái mức 200 đó mà chúng ta đi vào giấc ngủ mà lỡ mình bị ác mộng là đường nó sẽ tăng lên nữa, chúng ta sẽ rớt vào hôn mê. Mà hôn mê tức là khi mà đường lên tới quá cái mức 400, 450 á, thì nó acetone nó xâm nhập vô não bộ làm chúng ta hôn mê, chúng ta có thể đi luôn, rất khó mà sống được. Thành ra trước khi ngủ buộc chúng ta phải thử đường. Nếu dưới mức 180 thì yên tâm mà ngủ, không có gì để lo. Nhưng mà trên 180 thì mới nghĩ tới chuyện uống thuốc. Tùy theo cái mức cao mà uống thuốc nhiều hoặc uống thuốc ít nha, quý vị nên nhớ điều này. Chứ đừng bây giờ mà đường mới có 180 thôi hoặc là 181 thôi uống viên thuốc 1000mg nó tuột đường, coi chừng đêm đó ngủ bị nhồi máu cơ tim mà chết. Ở đây để chúng ta biết rằng bây giờ tối nay chúng ta thử đường nha. Nếu trước khi đi ngủ mà đường dưới 180 thì yên tâm mà ngủ, đừng có lo lắng, đừng nghĩ ngợi gì. Và nếu sáng chúng ta thử đường, có nghĩa là đêm nay cao mà sáng mai nó thấp, thì xem như là bình thường đúng không? Tối nay 180 nhưng mà sáng dưới 130 thì vậy là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ tự nhiên mình thử tối nay có 150 mà sáng nó lên tới 188 là coi chừng có chuyện. Thấy chưa? Cho nên những cái biến chứng của đường là đường xảy ra bất thường
cái sự xảy ra bất thường này là do mình đã căng thẳng rồi, đêm nay mình trằn trọc ngủ không được, sáng đường nó lên, thì chúng ta phải nghĩ ngợi tới một cách ăn rất kỹ lại nha. Quý vị sẽ ăn gạo lứt nghiêm khắc trở lại liền. Nếu bây giờ chúng ta bắt đầu nói tới cái chuyện là không sử dụng thuốc tây, không sử dụng thuốc tây cho những trường hợp đường cao như thế này, thì bây giờ nếu đầu hôm mà chúng ta thử đường chúng ta đang cao thì chúng ta tốt nhất là vận động.